Chào bà con cô bác. Hôm nay nên quay cho bà con cô bác xem cách mà anh em thợ làm dàn cái nộp mái nhé. Nhờ kéo cái bạt nộp như thế nào để cho nó dễ này. Đây thì cuốn bạt như này bà con này. Chứ gì ai muốn lượt phẳng lượt cái như thế này, lúc nào kéo xuôi thì phải ngửa cái bạt ra, kéo xuôi lúc nào cái nếp gốc của bạt nó ngửa ra thế này. Cái nhất là nó phải bạt, cái hai con mình vít cái này ra cái là nó xoãn ra luống, nó không bị nằm dưới. Tuy nhiên này, cái là cái nếp này nó là lúc nào ở trên, nó ở bên trên trời, trên trời. Ừ. Thì mình rửa ra cái nó ra mà nó rửa ra thì là bạt nó phải đúng không? Thì sau nó không bị động xương. Đúng rồi. Còn nếu như mà nó dưới bạt thì là sau nó bị động xương. Cần cái nữa là khi mà mình nạp ngược ấy thì mình nhìn lên, mình nạp sao mình nhìn lên trời ấy. Cái chữ này nó làm cái chữ nó nằm trên, nó phải xuôi. Đấy, còn cái này là nó là, còn khi mà mình này dưới rồi là thành ngược bạt. Mình nhìn lên trời mà chữ nó bị ngược này. Đấy, cái chữ in nó bị, cái logo nó bị ngược nghe là mình bạt bị ngược này. Nên là như cái cách dễ nhất là để cho nhận biết thì cho bác thợ cả vừa chia sẻ ấy, chúng đang ngửa cái cuộn bạt ra. Đúng là thì cái nếp góc nó đằng trên. Nó đằng trên này. Thì đấy là bạt xuôi. Đấy. Thì nhà sản xuất người ta làm là tính rồi ra này. Là kéo lên như thế này. Kéo lên. Thì nó này kéo rửa ra. Không phải chui kéo dưới. Ừ. Thì lúc nào bạt nó cũng phải vào. Nó có cái mặt trên nó phải thì nó chống xương, Thế này là bạt nó sẽ bền hơn. Nó kiểu chống tia UV thì cực tím ấy. Dính cho nó trơn nữa là gỡ mắt, nó không bị mất được gì cả. À. Mạnh không bằng mẹo. Một tí cái đầu này nó vào xà vấp, nó vấp luôn. Nó phải như cái quả đại bác bắn chạy. Đi đầu viên đạn ấy. Đấy. Hẳn như nguồn dây này. Nguồn dây dọc ở trên cái kẽ nguồn ngang kia này. Đấy, để kéo. Kéo dây dọc lên, hất lên. Anh em bắt đầu kéo pháo vào trận địa. Này, cho cái dây kéo dọc trên đỉnh nóc. Trên chuột. Bạn tít là kia kéo. Này đi. Kéo bên thẳng. Cái cuốn này bạn ấy kéo dọc lên trên này đã tới đâu mà hôi mệt quá à, 3-4 thanh niên kéo này thì no gì. Anh Yên ạ, có khi làm cái sạp này mắc võng trên ngủ trên cái giàn trên này được này. Mắc võng trên đấy ngủ được. trông non các thứ dễ nhỉ. Được đấy. Nhìn cao trông xa. Xòe ra luôn. Đấy là mọi người chú ý nhìn những cái sóng nếp gốc này, để mình để ý hai cái bên mép này. Sao nó phải đều nhau, nó song song, không mình kéo nó bị lệch đi nhé, mình nạp nó sẽ lệch, nó không thẳng nữa.
kéo bạc cũng sẽ rất là khó để căng. Hai bên mép phải kéo cho cân. Các bạn chỉnh cho mép cân này. Nạp núng một thì dễ nhỉ. Nạp những cái mái núng một bé bé đấy thì dễ. Nạp núng đôi mà lại mái rộng như thế này. Nó khốn khổ, nó dài, nó khổ. Khổ thì vừa dài vừa rộng. Cái mái này của mình là làm rộng hết cỡ cho mấy cái mái đôi luôn. Cây sắt cũng cái sắt vòm không phải cắt, dùng hết cỡ sắt. Cho chỉnh ra cái là thẳng hai bên nhất này, bắt đầu kéo cái chiều dọc này, này đấy, bắt đầu các bạn đi kéo cái chiều dọc này thật là căng, càng căng càng tốt. Cái chiều dọc này là thẳng, chỉnh cho cân hai mép này nha. Mép phía bên này và mép bên này chỉnh thật là cân nhau, bắt đầu kéo cái chiều thẳng này thật là căng. Xuống à? Kéo được mà. Thêm tí nữa đi. Thêm tí nữa. Thôi. Rồi, đưa xin rồi. Kéo cẩn thận đổ gian. Nhà tay cân chỉnh cho nó thẳng nẹp đầu này chắc lại, đầu đằng kia kéo chia sẻ hết xong rồi mất nghề cho bác, không còn việc để làm nữa, không ai nhờ nữa. Không chứ còn làm được căn nhà đỡ phải đi cho đói luôn. Cái đầu này phải gấp vào cái này thì nó mới căng được. À, gấp chéo lại như thế nhá. Ừ. Nào nó vẫn thừa, cái đầu này dính nó vẫn thừa. Giờ bắt đầu mình giai đoạn kéo. Ghim đầu tí thế thôi. Ghim một tí ở đầu trước này thôi, xong là kéo để cho nó chắc cái đầu này, xong bắt đầu mới kéo này. Rồi kéo. Toàn bộ trên kia là xong hết rồi nhé, còn dưới này này, dưới này chưa nạp, tít tóc sang phía đằng kia nữa là nửa phía bên kia là xong rồi, còn một chút dưới này nữa. Chỉnh hai bên thật là cân nhau. Dùng cái tời mà tời cho nó căng. Căng quá đồng vít dãn không được. Căng đều. Đấy, bên kia kéo. Vừa thôi, không bị sập dàn. Bạn ấy kéo nhát ở giữa này. Giữa là căng ghim góc, định vị. Ghim hai bên, kéo đều. Kéo nhưng mà tình gì cháu này cháu phát nữa cứ hai người hai bên này tìm định vị góc này. Mình có định hết cái góc này đã xong rồi mới ghi một loạt.
vừa cái nó tránh nhớ có cái cơn gió nhé, nó đập vào đây mất công, vừa để cho nó thẳng. Bạn bên này không? Bạn bên này, bạn bên này kéo bất cân nhau. Không phải cắt đi tí bạt nào nhỉ? Tính hết này. Khổ bạt vừa xin luôn. Rồi khổ. Khổ bạt nó sao thì mình phải tính đi. Cắt đi chết. Cứ đi song song với nhau, một bạn bên này, một bạn bên kia. Căng nào sao mà căng mà cứ anh xong rồi anh nghiệm thu anh đo cứ một bên thừa 3 phân, một bên thừa 3 phân 1 là trừ tiền. Chịu à, đò hàng nhanh thế. Tưởng nó phải đều tam tát với nhau như này vẫn có hao hụt à. 3 phân 1 xây. Nhà 57 đi đinh chùa 57 tấc.